Kính chào quý vị đã trở lại với kênh của chúng tôi và sau đây là bản tin Đào Mương bất ngờ phát hiện 10 thùng tiền mặt trị giá 13.000 tỷ trong vườn. Có thể bạn đã từng nghe đến với tên Pablo Escobar, kẻ buôn ma túy nổi danh nhất trong lịch sử thế giới. Bằng việc buôn thuốc phiện vào Mỹ để kiếm tiền, ông đã trở thành người giàu có nhất thế giới. Một điều rất trùng hợp là mới đây, một người đàn ông Colombia đi đào mương đã bất ngờ phát hiện khoảng 10 thùng bưu kiện. Khi mở ra để xem bên trong, ông đã không thể tin nổi vào mắt mình vì rất nhiều tiền mặt trong đó. Một số người nói rằng số tiền đó là của ông Pablo. Người nông dân may mắn này có tên là John Medina Cortolos, 65 tuổi. 200 năm trước, mảnh đất này thuộc quyền sở hữu của gia đình ông. Đầu năm nay, chính phủ đã phân bổ nguồn tiền 3.000 USD, khoảng 68 triệu Việt Nam đồng, để tài trợ cho gia đình ông làm đồng đèn dầu cọ. Trong khi đào mương, ông đã rất bất ngờ khi phát hiện một số bưu kiện lớn màu xanh. Đặc biệt, lúc mở ra, ông vô cùng bối rối khi biết trong đó có khoảng 600 triệu USD, tương đương với 13.000 tỷ Việt Nam đồng tiền mặt. Vì đã sở hữu mảnh đất này từ rất lâu, nên ông biết rõ mình không có nhiều tiền đến vậy. Còn đối với Pablo, số tiền này hoàn toàn có thể khi vừa buôn ma túy vừa rửa tiền, thậm chí tay trùm này còn rửa tiền và giấu ở rất nhiều nơi khác nhau, cả trên những con chuột. Vì vậy, tiền còn bị phá hủy do gián và động vật khác gặm nhấm rất nhiều. Sau khi biết được nguồn gốc của những thùng tiền mặt đó, từ cảm giác phấn khích ban đầu, ông John bắt đầu cực kỳ lo lắng, bởi ông biết đó là số tiền cải phi nghĩa, có thể đã được đổi bằng tội ác, bằng máu và nước mắt của rất nhiều người vô tội. Ông hoảng hốt báo cáo cho ngay cảnh sát và tìm cách xử lý những thùng tiền này thay vì giữ làm của riêng. Mặc dù tiền được tìm thấy trong nhà của ông John, tuy nhiên chính phủ sẽ dùng nó để góp phần phát triển kinh tế của đất nước. Câu chuyện của ông đã gây xôn xao dư luận, thậm chí không ít người quyết định đi tìm kho báu trong chính khu đất nhà mình sở hữu.